thật của dàn sao Hoa Ngữ cuối năm 2023. Dương Tử mắt tang thương đến lạ, Lưu Vũ Ninh ố dề Tôn Lộ Tư sang xịn mịn hẳn, nhiệt ba gây lo lắng nhất. Dịp cuối năm là giai đoạn mà dàn sao Hoa Ngữ bận rộn nhất, ngoài đóng phim họ còn phải chạy show quảng cáo nhãn hàng, khoe sắc thảm đỏ hay thực hiện các tiết mục công ích. Vì thế mà những người nổi tiếng xứ Trung cũng vô tình để lộ rất nhiều hình ảnh nhan sắc thật trong ống kính của người qua đường. Và những cái tên đình đám như Dương Tử, nhiệt ba, Lý Thấm chắc chắn sẽ khiến mọi người phải bất ngờ với dung mạo thiếu Photoshop đó. Tống Thiến. Trong đêm tinh quang đại thưởng, Tống Thiến dù là đại diện của lứa tiểu hoa lưu lượng sau 85, thế nhưng lại mờ nhạt vô cùng, lép vế hoàn toàn trước các đàn em. Khoảnh khắc hiếm hoi mà cô gây chú ý chính là lúc bị zoom cận mặt và để lộ nhan sắc thật quá già dặn. Đặc biệt là nếp nhăn dưới mắt kết hợp với cách trang điểm kẻ mắt quá đậm khiến Tống Thiến như người đã bước qua ngưỡng tuổi trung niên. Phải chăng vì người đẹp này siết cân quá tay nên mới lão hóa nhanh nhỉ? Lý Thấm. Lý Thấm đợt cuối năm 2023 cũng chăm chỉ lộ diện lắm, hết đi sự kiện lại khoe sắc thảm đỏ, chỉ tiếc là chẳng tạo được tiếng vang nào. Bởi thế mà khi những hình ảnh không Photoshop của người đẹp thỉnh quân được hé lộ, khán giả đã phải thẳng thốt không thôi. Nhìn khuôn mặt hiện tại, ai có thể tin được Lý Thấm chỉ mới 32 tuổi. Không chỉ thế, cô còn gia nhập hội siết cân khiến dáng người mảnh mai, tổng thể ngoại hình trông mất cân đối hẳn. Chắc sau đợt này, fan của Lý Thấm cần khuyên thần tượng cải thiện trọng lượng thì hơn. Lưu Thi Thi. Để có được những cảnh phim đẹp xuất trần trong Nhất Niệm Quan Sơn, Lưu Thi Thi đã phải dựa vào filter đấy. Bằng chứng là trong những khoảnh khắc lộ nhan sắc thật không Photoshop, Lưu Thi Thi có rất nhiều dấu vết tuổi tác, từ đôi mắt có phần mệt mỏi, làn da không quá căng mịn cùng những nếp nhăn đều lộ rõ. May mắn là vẻ tao nhã, thanh tao của Lưu Thi Thi vẫn được giữ nguyên, nhờ thế mà vết tích tuổi tác chẳng thể ảnh hưởng đến tổng thể ngoại hình của cô. Lưu Vũ Ninh. Lưu Vũ Ninh cũng là người được lợi rất nhiều nhờ lớp filter của bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn. Bởi nhờ nó mà trông khuôn mặt anh gọn gàng hẳn, chưa khiến nhân vật bị xếp vào hàng vai diễn thảm họa. Chứ nếu Lưu Vũ Ninh đưa nguyên hình ảnh không chỉnh sửa trong lễ khai máy Châu Liêm Ngọc Mạc lên màn ảnh, theo số lượng khán giả bỏ phim sẽ tăng lên gấp bội. Triệu Lộ Tư dù bị xếp vào hàng tứ đại phổ nữ, nhưng nhờ đứng cạnh Lưu Vũ Ninh mà trông sang xịn mịn hẳn. Nếu chàng ca sĩ cứ như thế này mãi, e rằng duyên khán giả của anh sẽ ngày càng giảm mất thôi. Dương Tử. Trong đêm hội tinh quang, dù dáng người có hơi phản chủ một xíu, nhưng nhan sắc của Dương Tử lại nhận được rất nhiều lời khen. Từ ngũ quan tươi tắn cho đến cách trang điểm keo lì đều giúp thần thái của cô thăng hạng rõ rệt. Thế nhưng, trong những khoảnh khắc do người qua đường chụp lại ở một sự kiện khác, Dương Tử lại gây thẳng thốt. Đôi mắt sáng giờ bỗng trở nên tang thương đến lạ. Nếu nhìn sơ qua, khéo người ta còn nhầm lẫn cô đã qua ngưỡng 40, sắp đến tuổi 50 cũng nên. Địch Lệ Nhiệt Ba. Tương tự còn có Địch Lệ Nhiệt Ba, vài năm gần đây, mỹ nhân Tân Cương liên tục khiến khán giả kêu trời vì xuống sắc quá nhanh, mới hơn 30 mà đôi lúc trông như đã 40. Không chỉ thế, Địch Lệ Nhiệt Ba còn gặp vấn đề khi đổi stylist. Người cộng tác mới này liên tục làm khó cô với lối trang điểm già dặn hết cỡ, khiến mỹ nhân An Lạc chuyện vừa giữ lại vừa giữ, hệt như nhân vật phản diện trong chuyện cổ tích vậy. Xem ra, Nhiệt Ba nên nghĩ đến việc tìm stylist mới để người hâm mộ bớt lo lắng cho cô thì hơn.